Việc tích hợp Wi-Fi vào mainboard đang ngày càng trở nên phổ biến bởi những đặc tính và sự tiện lợi của em nó mang lại. Đặc biệt là với sự xuất hiện của Wi-Fi 6E thì như đang dần khẳng định được sức mạnh của công nghệ ngày nay. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một cách tổng quan nhất Wi-Fi 6E là gì và những cái ưu thế vượt trội mà Wi-Fi 6E có thể mang lại. Bên cạnh đó thì mình sẽ giới thiệu với anh em một vài dòng mainboard phổ biến thì đã được cái tích hợp công nghệ Wi-Fi 6E. Anh em yên tâm là anh em sẽ không cần phải nghe những con số phức tạp và đau đầu, bởi vì mình sẽ đưa ra những ví dụ cực kỳ là đơn giản và dễ hiểu để ai nghe cũng có thể hiểu được. Vậy thì còn chần chừ gì nữa? Chào mừng anh em đến với Nguyễn Công PC và mình là Quốc Cường. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng nhau định nghĩa xem là Wi-Fi 6E là gì trước đã. Chữ E ở đây thì có nghĩa là em, đồng nghĩa với việc là em sẽ được thừa hưởng những cái tinh túy nhất, những cái tốt nhất từ người anh của nó, chính là Wi-Fi 6. Đùa anh em một chút thôi, chữ E ở đây thì có nghĩa là extension. Đồng thời Wi-Fi 6E sẽ được mở rộng hơn rất là nhiều những thứ xịn sò hơn so với người tiền nhiệm của nó là Wi-Fi 6. Vậy thì khi các bạn có công nghệ Wi-Fi 6E ở trong sản phẩm của mình thì các bạn sẽ được trải nghiệm những gì? Đơn giản thôi, các bạn sẽ được trải nghiệm một cái tốc độ internet không độ trễ, siêu nhanh và cực kỳ ổn định. Vậy thì tại sao lại có sự nổi bật đó? Mình sẽ giải thích với các bạn ngay sau đây, bởi vì nếu các bạn tra trên Google sẽ rất là đau đầu đó. Đầu tiên thì Wi-Fi 6E sẽ được trang bị một dải tần mới là dải tần 6GHz. Nói một cách dễ hiểu thì đây sẽ là một cái công nghệ của tương lai giúp cho các bạn trải nghiệm được những thứ cực kỳ là xịn sò. Ví dụ đơn giản như là cloud gaming này, hay là stream với những cái độ phân giải cực kỳ cao lên tới tận 8K. Tưởng tượng một chút nha. Ngày trước khi mà chúng ta sử dụng Wi-Fi 3 thì Wi-Fi 3 chỉ có một cái kênh là 20MHz. Tốc độ đã chậm rồi, cái đường nó lại còn nhỏ nữa. Thế nên là nó sẽ giới hạn cái tốc độ truy cập Internet của chúng ta đi rất là nhiều. Về sau này thì cái công nghệ ngày một phát triển hơn, chúng ta có Wi-Fi 4, 5 và 6. Kênh khi đó thì cũng đã được mở rộng hơn từ 40MHz, 80MHz lên tới 160MHz. Wi-Fi 6 thì sẽ được bổ sung hai kênh, đó là 160MHz. Lượng làn đường bạn đi thì bây giờ nó sẽ được trang bị thêm hai làn đường cao tốc này. Bạn đi nhanh hơn, ít bị tắc nghẽn hơn. Nhưng có một nhược điểm là thiết bị nào lại cũng có thể đi được vào làn đường đó. Như các bạn đã biết thì Wi-Fi 6 thì sẽ chạy trên hai dải tần, đó là 2.4GHz và 5GHz. 2.4GHz thì đã quá phổ biến rồi, bởi vì nó xuất hiện ở các cái đồ gia dụng của chúng ta như là lò vi sóng này, TV này, điều hòa, hay là các thiết bị văn phòng như là bàn phím và chuột thì cũng đều sử dụng cái dải tần này. Chính vì thế mà nó rất là nhiễu. Còn 5GHz thì sao? Tốc độ cao hơn, ít bị nhiễu hơn. Nhưng mà bây giờ thì nó cũng đã quá phổ biến rồi, và dường như cái tốc độ của nó, sức mạnh của nó vẫn là chưa đủ để cho chúng ta có thể sử dụng được cloud gaming hay là stream ở những cái độ phân giải rất là cao lên tới tận 8K. Chính vì thế mà cái Wi-Fi 6E ra đời như là một giải pháp, bởi vì nó được trang bị thêm một dải tần mới, đó là dải tần 6GHz như mình đã nói khi nãy. Ở Wi-Fi 6E thì sẽ được trang bị tới 14 kênh 80MHz hay 7 kênh 160MHz, tới 7 kênh so với chỉ 2 kênh ở Wi-Fi 6. Con đường bạn đi giờ đây có thêm 7 làn đường tốc độ cao dành riêng cho bạn ở mức băng tần 6GHz, và điểm đặc biệt ở chỗ không có ai đi trên con đường này cả, hoặc thậm chí rất ít người đi. Con đường bạn đi giờ đây bạn phóng vèo vèo, tốc độ rất cao và không có ai tranh giành cả. Chính vì thế mới có cái câu chuyện là một mình bạn một đường. Từ đây thì sẽ sinh ra một cái ưu điểm thứ hai, đó chính là sự tương thích ngược. Có nghĩa khi bạn đang dùng thiết bị có hỗ trợ Wi-Fi 6E thì bạn có thể kết nối với tất cả các router ở mọi băng tần 2.4GHz này, 5 này và 6. Nhưng đối với các thiết bị chỉ hỗ trợ Wi-Fi 6 trở về trước thì lại không thể kết nối với dải tần 6GHz, mà lại chỉ có thể kết nối với các router ở dải tần 2.4GHz hoặc 5GHz mà thôi. Chính vì thế mới có cái câu chuyện là một mình bạn đi một đường. Nhưng qua cái điều này thì liệu khi mà thiết bị của bạn có hỗ trợ Wi-Fi 6E rồi thì các bạn đã có chắc là sẽ tận dụng được hết tất cả các cái sức mạnh mà Wi-Fi 6E có thể mang lại hay chưa? Thì câu trả lời là chưa. Nó có hai yếu tố. Thứ nhất đó là khi mà các bạn có thiết bị Wi-Fi 6E rồi thì bên cạnh đó các bạn sẽ cần phải trang bị thêm một cái router mà có thể chạy được hay là hỗ trợ dải tần 6GHz nữa. Cái thứ hai là cái việc mà cấp phép sử dụng dải tần 6GHz ở Việt Nam mình thì đang còn nhận được khá là nhiều các ý kiến trái chiều, và ở thời điểm hiện tại thì dải tần 6GHz vẫn chưa hoạt động được ở Việt Nam. Tuy nhiên thì chúng ta không thể nào phủ nhận được Wi-Fi 6E chính là công nghệ của tương lai, bởi vì nó thật sự rất là cần thiết và cũng cực kỳ là lợi hại luôn.
Chính vì thế mà các cái dòng laptop cũng như là mainboard ngày nay thì cũng đã dần tích hợp cái công nghệ Wi-Fi 6E vào các cái dòng sản phẩm của mình. Vậy thì nếu như các bạn sở hữu một em mainboard mà được trang bị Wi-Fi 6E thì các bạn sẽ có những lợi thế gì? Ở chúng ta cùng bỏ qua những cái ưu điểm kiểu như về tính tiện lợi này, hay là gọn gàng, hay là thẩm mỹ của bộ PC nha. Mà những ưu điểm vượt trội ở đây chắc chắn chúng ta sẽ phải nhắc lại là các bạn sẽ được trải nghiệm một cái tốc độ internet không độ trễ, siêu nhanh và cực kỳ ổn định. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể chơi được những cái tựa game AAA, những tựa game nặng, cực kỳ nặng mà không phải quan tâm quá về cấu hình máy của chúng ta ra sao. Các bạn chỉ cần một cấu hình máy tầm trung hoặc là tầm thấp nhưng mà vẫn có thể chơi những tựa game nặng thông qua cloud gaming. Có một cái điểm cực hay thứ ba nữa đó là các bạn cũng chẳng cần phải quan tâm rằng là dung lượng của tựa game đó như thế nào, hay là máy của chúng ta có còn đủ dung lượng lưu trữ để có thể chứa tựa game đó hay không. Bởi vì thông qua cloud gaming, các bạn hoàn toàn có thể chơi tựa game đó một cách rất mượt mà và cực kỳ ngon lành. Rất là hay đúng không? Vậy thì sau đây mình sẽ giới thiệu đến với anh em một vài các cái dòng mainboard đã được trang bị công nghệ Wi-Fi 6E để anh em có thể tham khảo, và nếu như anh em thích thì anh em có thể đặt mua ngay tại Nguyễn Công PC. Rồi, ok, và trên là tất cả những cái chia sẻ của mình cũng như là tổng quan về Wi-Fi 6E. Và nếu các bạn yêu thích video này thì đừng ngại ngần cho chúng mình một like, một share. Đây là những hành động rất là nhỏ thôi nhưng sẽ là một động lực vô cùng lớn để cho chúng mình có thể làm ra được những nội dung hay hơn nữa ở trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.